Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Ngủ Vlog nha. Chào mọi người lần nữa. Ngày hôm nay thì Huy với lại anh Hiếu đi xuống nhà của chú Tâm chơi nha mọi người. Thì có nghe anh Hiếu nói nhỏ là chú Tâm ông khổ lắm, nên là bây giờ mình chế biến một cái món gì đó, mình ra ngoài chợ mình mua về á, mình làm một món ẩm thực để cho ông ăn, để cho ông bớt khổ. Mọi người có biết được cái món đó là món gì không mọi người? Thì nói chung cái món đó thì anh nghe nói ngày Tết á thì ta ăn vô là như là 30 Tết á là sẽ làm một cái đó để ăn cho nó khổ qua đó. Đó thì cũng bật bí luôn đó là trái khổ qua đó. Khổ qua đó hả? Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ xuống với anh Tâm đã cho anh ăn một món khổ qua cho anh khổ nó đi qua. Khổ nó đi qua đúng không? Ok. Thì bây giờ Huy với anh Hiếu cùng nhau chế biến thôi mọi người. Rồi mời chú Tâm ăn để cho nó cái khổ nó đi qua nha mọi người. Ok. Huy với lại anh Hiếu có mua đây là 2-4-5 trái khổ qua. Còn đây là một bịch trà bông trà bá bự luôn nha mọi người. Thì bây giờ chuẩn bị mình chế biến thôi. Cái này chế biến như sau. Thì cái này mình sẽ lấy hột và bào. Bào ra là mình sẽ ăn tươi nước sống luôn, chứ không có nấu nướng gì hết. Ăn tươi nước sống hả? Nghe thấy kinh dị quá vậy anh. Anh bảo đảm với em luôn, dẫn kênh YouTube chưa hề làm cái món này luôn. Wow, nghe không là hấp dẫn rồi. Nói chung là anh ăn nắng không được, nhưng mà hôm nay anh sẽ thử hết với em với lại anh Tâm thử ăn thử cái món. Ok, ngày hôm nay thì mình ngậm đắng nuốt cay với lại anh Hiếu với lại chú Tâm nha mọi người. Rồi, cái này thì mình bào ra mình sẽ ướp cá rồi mình sẽ đổ cho bông ra là mình ăn thôi. Ok. Khỏi nấu nướng gì hết. Ok, bây giờ mình sẽ lấy hột nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy hột về ra trước đi. Rồi mình sẽ bào nha. Cái hôm qua này em có ăn sống bao giờ chưa? Chưa anh ơi. Anh thì anh nói chung là cái hôm qua mà hàng anh ăn cũng không được nữa. Mà bữa nay sẽ thử thách ăn hôm qua sống thử một bữa. Nói chung là nghe nghe người nó mấy nhiều người ta ăn nó ăn được á. Nó nói ngon lắm. Mà biết sao. Hôm nay mình sẽ thử thách luôn. Cay thì ăn được, cái còn đắng là thua rồi. Nhưng mà cái này là mình thấy là đặc biệt ăn với trà bông nè. Trà bông nó mới ngon. Ok. Nấu gì thôi chứ có ăn đâu biết ngon. Chào mọi người luôn chú Tâm ơi. Ôi, chào cả nhà em. Chú Tâm thì đang lụm cụm làm các cái bẫy rắn nha mọi người. Đây nè. Đây là vũ khí săn bắt của chú Tâm đây. Mà chú Tâm đang làm bẫy. Anh Hiếu thì ngồi đây chế biến thực phẩm. Còn mình thì ở không. Bây giờ nếu mà cầm máy nữa làm không được, phải có một người làm nữa nó sẽ tiện thôi. Nó chơi chứ mình quý lắm. Chú Tâm với lại anh Hiếu đây với lại tất cả anh em làm chung Tấn Thí đồ đó mọi người. Thì mình xem như là nhau như là gia đình vậy đó. Đó. Hồi nãy có điện Tấn Thí qua mà Tấn Thí nó đang cho con bú cho cái phần mà mấy cái phần tới nhị đó mình không có nói được nha. Có thể là người phụ nữ có thể tạo điều kiện cho con được, còn cái này là lắng xăng này đâu việc đâu mà vợ làm hả? Đúng không anh? Lắng xăng nói chuyện mà chăm sóc con mà vợ đâu có làm được điều đó đúng không? Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ bào nha. Lấy hộp đây anh mới ra chợ anh mua thêm cây vũ khí nha mọi người. Đây mình rất là bén luôn. Vào bào rồi xử. Bây giờ mình sẽ bào những cái qua này ra nha. Rồi anh Hiếu anh nói là anh chưa ăn lần nào mà anh bào chuyên nghiệp quá nha mọi người. Không, nhìn nè anh làm việc của chợ thì hay lắm nhưng mà chưa ăn. Nói chung bây giờ anh cũng mới làm á nhưng mà còn ăn là chưa ăn nha. Ok rồi, quá là chuyên nghiệp. Ba người ăn hết năm trái qua này no có ăn cơm luôn. Họ có biết ăn được không nữa mà no nữa. Có cái hộp này dài, cái hộp này hầu dữ lắm. Nếu anh làm mà anh căng quá. Ăn này chắc chú Tâm ổng không qua nổi quá. Nhưng mà
qua nổi thì khẩu tiếp. Hôm nay là chủ yếu là mua cái món này cho anh Tâm mình ăn cái qua đặng khổ qua cái săn bắt được khổ quá mà biết qua nổi không biết qua nổi con trăng này không. Nói chung với qua không nổi thì cũng phải lết lết anh ơi. Anh em thì đang làm cái này thì ảnh thì đang làm cái rắn mãi xong rồi sẽ mời ảnh vô thưởng thức cái món hũ qua sống này mà không biết ảnh ăn được hay không nữa. Đây nha mọi người, đây là tất cả những cái số khẩu qua mà anh Hiếu ảnh chế biến nha mọi người. Ảnh bào xong luôn á mọi người. Đây là 3 trái, nãy là anh Hiếu mua 5 trái đúng không anh? 5 trái, nhưng mà tình hình chưa ăn mà không biết ăn hết không. Cho nên mình chỉ làm bào 3 trái thôi. 2 trái nữa để cho anh Tâm ảnh có cá ăn dọn thịt ảnh ăn cơm. Tại vì hồi nãy ở trong nhà quay á, nó cái hình ảnh không chất lượng cho lắm. Cho nên là Huy mới nói với anh Hiếu là thôi đi ra ngoài này nè, có cây có trái nó gần gũi hơn đúng không anh, gần gũi với thiên nhiên nữa. Ok thì chút xíu nữa bây giờ phần tiếp theo mình sẽ ướp nước cá. À ok nói tới mà quên luôn mọi người, bây giờ mình ướp nước cá xong rồi mình gì làm gì thưởng thức thôi đúng rồi, ok. Mọi người trời đội nón nữa, đội nón đẹp trai lại thử hơn anh mình tối rồi chú Tâm có mặt con mày quá. À ok anh Hiếu ảnh vừa đi qua bên cái hãng bên kia ảnh mua một container nước đá vậy nha mọi người. Đây ôi chào mọi người, đi chú Tâm ơi, chú Tâm học nước ra ngoài. À và bây giờ thì đến cái khâu chế biến rồi mọi người, mình sẽ cho nước đá vô trong này mình ướp nha. Ướp khoảng bao lâu anh? Tầm 5 phút rồi. À 5 phút nó cái miếng qua bây giờ nó làm xịu đó. À nó cứng lên. Trời ơi, nghe xìu xìu cứng cứng nghe quen quá. Đây nha mọi người, bây giờ khổ qua thì đã cho nó ướp vào trong nước đá rồi, bên ngoài thì còn dư lại 2 trái đây, nhìn nó rất là ngon ha, xanh biếc luôn, tuyệt vời. À, trong khi chờ đợi cho khổ qua nó săn lên thì anh Hiếu đổ chà bông anh nè mọi người. Không có dĩa, cái dĩa này ngọt quá. Ok, nhìn rất là ngon ha. Nhìn rất là bắt mắt. Đây nè mọi người. Wow. Bên này thì nhìn rất là xanh, rất là ngon. Ok, quay chào tất cả mọi người nha. Và sau giây phút mong chờ thì khổ qua anh Hiếu anh làm nãy ảnh ướp nó xanh rồi mọi người. Nhìn nè. Ok, đây là nguyên một dĩa khổ qua sống luôn nha. Không có nấu nướng gì hết. Đây. Okay. Quá màu thì đẹp ha, xanh lét luôn. Luôn. Và ngày hôm nay thì anh Hiếu có nói với Huy là xuống đây nhà của chú Tâm ăn cái món này để chiêu đãi chú Tâm. Ăn cái này là nó sẽ hết khổ. Cái này kêu là gì anh Hiếu? Khổ qua. Khổ qua là sau khi mà chú Tâm ăn cái này là cái khổ đi đi qua. Đó. Còn nếu mà không qua thì sẽ không qua rồi. Không qua là cái khổ tiếp. Đổi tiếp nữa. Ok, rồi bây giờ không lên ta tin tin nữa thì bây giờ Huy xin mời chú Tâm lớn chú Tâm thưởng thức trước rồi nêu cảm nhận của mình cho mọi người cùng xem đi chú Tâm. Chú Tâm bây giờ cũng nhắn anh Tâm cái là anh Tâm có ăn qua sống thì bao giờ chưa? Chưa luôn hả? Em hả? Cũng chưa luôn. Còn anh? Thì chắc cũng chưa luôn. Nói chung là hồi đó giờ cũng chưa ăn luôn. Thôi bây giờ để anh Tâm đó anh Tâm rượu cho chú Tâm. Mình mời cả nhà ăn hủ qua với chà bông nha. Chào cả nhà nha. Mời cả nhà ăn hủ qua chà bông. Đây chà bông. Coi coi thử cái nó trải nghiệm coi nó ra sao nha cả nhà. Ok. Vậy cho mình sẽ kịp những con ở của mình nha. Nó bắt mắt ha. Người lớn mời cả nhà nha. Đây là cặp với chà bông. Có sao nó thiệt nha. Đắng nó đắng nè. Ngọt nó ngọt. Còn biết để biết được anh Hiếu anh chạy nữa. Ngon, không có đâu. Không có. Không đắng luôn thiệt. Thì cái này thì nói chung là cái này anh em không có uống bia cho nên uống một cụm mà giờ là đậm mà cho một cụm. Ngon thiệt. Ngon anh. Rồi này quên. Dùng nước đây cảm ơn anh. Giờ trước tiên mình sẽ cho nước vô đây rồi mình sẽ thưởng thức nha. Đây.
hôi bạc bạc, cũng bạc bạc luôn mà nó không, không có con cọp mọi người. Này có con trâu. Bò. Bò. Nói chung là bò. Đi với anh á, mày uống trái bò. Mời cả nhà mình uống một bụng nha. Ok, mời vô quá nha. Vô. Rồi, mời tất cả mọi người uống bé mọi người nha. Dằn lòm luôn. Rồi, đủ em nè, thở đi. Đây. Ok, cảm ơn anh. Mình chưa ăn, không biết ra sao đây. Ôi dồi, trải nghiệm thôi mọi người ơi, chứ lần đầu mà Huy cũng được ăn cái món này. Làm lắm. Mình làm mấy cô gà cũng đẹp. Không có gà là ngon. Đó, cầm nó qua mặt đó. Đã. Đây, một miếng bông, một miếng quà. Chờ mời tất cả mọi người luôn nha. Đây là mọi người, trà bông hòa quyện với củ quà. Xin mời tất cả mọi người nha. Để mang chiếc ly để coi sao. Ổn, ổn, ổn rồi đây. Ổn lắm. Không lắm, giòn. Tuyệt vời mọi người, cái vị mặn của trà bông nó hòa quyện với cái vị đắng của cái khẩu qua vị giòn, với vị giòn nữa, trong khi mình khẩu qua mình ướp đá vô nó không còn đắng nữa, với chỉ hơi hơi thôi. anh Hiếu thấy anh bình tĩnh là ok đó mọi người. Mình là nói chung là khẩu qua mà chín á ăn cũng không được luôn, mà đoạn hủ qua thống này nói chung là nó cũng còn cái vị hơi đắng thôi, hơi đắng rồi, đắng đắng rồi đúng không? Mà đặc biệt nếu mà không ăn như giòn này thì là đắng á. Ừ. Cái này nó có đậu ngọt ngọt lắm. Mặn mặn nữa. Mặn mặn. Ngọt không bắn. Nếu mà ăn được cái này em nghĩ là nó mát rồi. Mặn. Thiệt quá. Mà nó biết hết khổ không? Hả? Biết hết khổ không? Bây giờ khổ hay không? Bây giờ ăn đi miếng nữa mới biết đúng không à? Giờ muốn ăn hết dĩa đi hết khổ. Ăn hết cái dĩa này là hết khổ. Ăn hết dĩa là hết khổ á. Ha thêm năm nữa. Tiếp tục một miếng nữa. Và ăn cái dĩa này tối hôm qua rất là nhiều. Giờ khổng lồ luôn. Bây giờ khổ quá mình sẽ ăn cho hết khổ. Đây một miếng nữa, mời tất cả mọi người nha. Đây mời tất cả mọi người nha. Rất là ngon đúng không? Cái mặn ở này, cái này nó giòn. Không có lắm. Đã thiệt. Món này nhậu đi cũng được. Đúng không? Mà không giờ mình chế cái này uống cái này đi. Uống trái bò à? Lần đầu tiên á, tôi được ăn của mọi người. Không phải là mình nói cái vấn đề là mình nó xạo. Tiền mình có thể mình mua nhưng mà có thể là cái món đó mình chưa từng được ăn. Thật sự, nhưng mà lần đầu tiên trong đời mới được ăn cái món này. Chừng mời. Cái này thì anh chỉ nghe cũng có nhiều người nói ăn làm cái này ngon nhưng mà cũng chưa thử. Ừ. Không mà được tặng bữa này thì em có nãy giờ tưởng mà ăn qua sống này thì thử luôn. Ok. Tại vì em thấy người ta ăn nhiều quá. Người ta ăn nhiều mà không biết có qua khổ không? Hay là khổ qua. Khổ mà hết khổ nhớ khổ thêm năm. Cái này là cái dạng như ông bà xưa người ta cái dạng như là nói cho có lễ phải không? Cái lục lễ hồi Tết á, hàm hủ qua ăn cho nó cái khổ. Cái khổ qua năm. Qua năm qua năm là qua. Có này mới giữa năm. Còn này. Ngon chứ làm rất là ngon lắm nha cả nhà. Xin mời mọi người dùng với hôi thêm miếng nữa nha. Rất là ngon không đắng luôn. Ông Huy hậm luôn nốt. Không ngon. Tuyệt vời. Mới đầu ăn thì còn bị gắn bây giờ ăn miếng thứ ba luôn. Mà nó ngọt luôn. Nó ngọt luôn. Ừ, không còn đắng được. Nó như nó quyện rồi. Quen cái vị đó. Trong đầu cái này lên cho nó đàn ảnh dễ ăn. Giòn. Thiếu tao ơi, tiếp. Cái này mà có mấy cái này lên thì nó làm nè. Đây, một miếng từ từ. Ngon à, để ăn rồi. Quá trời luôn. Tôi cũng dùng miếng thứ tư nha mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Ngon. Cái hủ qua. Nó
khi mình gõ thì nó mềm, nhưng mà mình cho nó ngâm với đá mọi người là tái à, nó thăng lên nó cứng nó giòn hả à, tái đầu năm anh như bỏ mua đồ khô mới chứ một gai nhiều cá tái ừ. Nói chung giờ em là nhủi rồi em á mà ngon đáng quá mà có tái còn lắm á còn có cá tái bây giờ mua chục tái làm món gì biết giờ đúng không nãy giờ thì đi được nửa chặng đường rồi nha mọi người. Chặng đường ăn cái bạn ngọt à, cái này nghĩ là ăn vô là mát tối thổi là nó trùm bệnh đúng không ạ? Tiếp tục đây ăn cái này ngâm với nước đá mà mình ăn cái này rồi nước đá mình uống được không ta? Mình nghĩ chắc mà già cái đắng này quá. Ngâm thì là nó bắt nó rút trắng hết à. Nói chung cũng đợi được 8 phần. Chỉ còn 2 phần nữa thôi thôi. Đây. Rất là ngon. Quá đã. Tuyệt vời. Mời tất cả mọi người nha. Giò ha, không phải giò. Ta bắt cái rút, chặt cho bắt luôn. Nhiều quá thì nhiều, không có ngon. Mặn quá. Mặn quá thao. Bịch khổng lồ lắm. Nó cân bằng nó ngon. Sao bạn nếu? Ngon, quá ngon luôn. Quá ngon ha, chúng ta. Ngon. Nãy giờ thì ăn hết dĩa rồi mọi người. Có thể là giờ anh em mình sẽ tranh thủ một phần bữa nào cho hết rồi. Giờ anh em mình sẽ kết thúc video luôn nha. Rồi. Ok. Không, bây giờ dùng thêm miếng nữa đi. Cái đây. Này mình cho lên đây tuyệt vời là nó của mạnh mạnh như ta ừ thôi mà tới nhà nha đây quá nhiều cho bao luôn nhưng mà tất cả mọi người nha rồi mời tất cả mọi người ăn của đó nha. Video á thì đến đây cũng đã dài rồi mọi người. Và nếu như mọi người muốn trải nghiệm cái món ăn này á thì nó rất là đơn giản, nó không có tốn bao nhiêu tiền cả, mà nó lại ngon nữa và cái món ăn nó cai nghiện cho mình được nhiều sức khỏe nữa. Củ qua này đặc biệt là ăn nó rất là mát. Và nếu như mọi người yêu mến Huy cũng như là anh Hiếu Lãng Tử Vlog thì hãy cho Huy xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh cũng như là ủng hộ cho Huy với là anh Hiếu trong những ngày sắp tới nha mọi người. Và bây giờ thì sao anh Hiếu? Mấy người già người ta khó tính như vậy mọi người. Mình định kết mà anh không cho mình kết luôn. Rồi, nói là giờ sao anh hỏi gì? Em hỏi anh sao? Sao là sao? Em định kết thúc video, anh có cho mấy anh kết thúc không? Em biết em chủ kênh mới kết thúc thì kết thúc. Nên như là video này cũng đến đây cũng chia sẻ có 11 món ăn, nói chung là cũng hơi lạ. Nếu mà ăn nắng hay không được thì nói chung là cũng hơi khó ăn nha. Thì mọi người nên thử, có thời gian nên thử cái món này, nói chung là cũng kỳ ngon. Rồi ok, anh em mình sẽ xin kết thúc video tại thôi giờ ổng cho rồi mọi người. Ok, ổng cho kết thúc video rồi. Ok thì bây giờ Huy xin kết thúc video tại đây nha. Nếu mọi người yêu mến Huy cũng như là anh Hiếu thì cho một lượt like rồi đăng ký kênh cũng như là ủng hộ cho Huy cũng như là anh Hiếu những ngày sắp tới nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chào.